Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một chị khách hàng lần đầu tiên đến DK để trải nghiệm dịch vụ siêu laser Picomax để hút đi cái vùng mực mí của chị ấy. Thì trước khi mà làm quen với chị khách hàng, chúng ta cùng nghe chuyên gia phân tích về tình trạng mực của chị ấy nhé. Chị Giang ơi, chị giúp em phân tích về tình trạng mí mắt hiện tại của chị khách hàng ngày hôm nay được không ạ? Chị Hương đã làm mí cũng được hơn 2 năm rồi. Cái phần mực của chị, phần mực mí này nó rất là sâu và nó trổ xanh. Thậm chí nó còn loang sang cái phần khóe mắt nữa. Đây, mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ. Được rồi. Chị Hương ơi, cho em hỏi thăm một chút là mí mắt này của mình thì mình phun được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Được hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi ạ. Thì không biết là lý do gì mà chị lại biết tới DK để tới đăng ký làm dịch vụ xóa mí hả chị? Chị cũng có người quen mà. À vâng ạ, bạn bè của mình không biết là đã từng sử dụng dịch vụ xóa bên em chưa ạ? Có xóa, xóa mày. Dạ vâng. Thì không biết là các chị có review lại với chị như thế nào mà chị lại quyết định lựa chọn cơ sở bên em hả chị? Thì cũng đẹp. Dạ vâng. Và thế chị Vân ơi, trước khi xóa thì chị lo sợ điều gì hả chị? Chị sợ đau, sợ ấy vào mắt. Dạ vâng, thế thì hôm nay thì em xin mời chị Vân trải nghiệm dịch vụ bên em nhé. Và em mời chị ra bắt đầu xử lý xóa mực cho chị Vân ạ. Và trong quá trình mà xử lý hút mực mí cho chị Hương ấy, thì nếu như các bạn có câu hỏi nào muốn đặt ra cho mình này cũng như là chuyên gia laser tại DK là chị Giang, thì mọi người cũng có thể trực tiếp comment để cho bên mình trả lời nhé. Thì như mọi người đang quan sát đấy ạ, hiện giờ là laser là đã bắt đầu đi vào cái vùng da mà chứa mực của khách hàng rồi ạ. Và khi mà laser đi đến đâu là ngay lập tức là mực bắt đi và nhạt màu đến đó. Và như mọi người có thể quan sát nhất là vùng da của khách hàng không hề có dấu hiệu chảy máu gì cả. Và ngoài ra thì lông mi cũng không hề bị cháy trụi bởi vì chuyên gia cũng đã có dán phần bảo vệ mắt rồi ạ. Có rất nhiều chị em lo sợ rằng là xóa mí mắt thì có ảnh hưởng gì đến thị lực không, thì mọi người yên tâm nhé. Bởi vì chuyên gia ngoài cái việc là có những cái sản phẩm để bảo vệ mắt ra thì cũng là một chuyên gia tại DK là chỉ chuyên làm một việc thôi. Chuyên gia sử dụng laser để xóa mí cũng như các vùng da khác cho khách hàng. Vậy nên là không chỉ riêng là lông mày này, mí mắt hay là những cái vùng da lớn, vùng da có nhiều hình xăm như tattoo chẳng hạn thì mọi người có thể yên tâm xử lý nhé. Vậy là xong một bên ạ, bây giờ chuyên gia sẽ xử lý bên còn lại nhé. Như mọi người thấy đấy ạ, rất là nhanh, chưa đầy một phút mà đã xong một bên mắt của chị ấy rồi. Và kết quả thì như mọi người có thể nhìn thấy qua livestream đấy ạ, rất là thực tế, màu mực của chị ấy đã nhạt đi khoảng đến 50% rồi. Nhưng tuy nhiên ý, khi mà xử lý cho khách hàng này thì chúng ta sẽ hút đi từng lớp mực ạ. Như mọi người quan sát đây chỉ là lớp mực đầu tiên được xóa đi thôi nhé. Về nhà có thể vài tiếng sau hoặc là sang đến ngày mai, chị Hương sẽ lại thấy là màu mực của mình đã đẩy lên như bình thường. Thì đây là hiện tượng đào thải của cơ thể của mình. Màu mực của mình sau 2 tuần ấy, thì sẽ lại tiếp tục xử lý thêm lần sau nhé. Ok, vậy là đã xong. Chị Hương ơi, cho em hỏi thăm trong quá trình xóa thì mình cảm thấy như thế nào hả chị? Có khó chịu nhiều như là chị tưởng tượng không ạ? Châm chích. Vâng, chỉ hơi châm chích thôi đúng không ạ? Bởi vì laser sinh nhiệt cho nên là trong quá trình làm chúng ta sẽ chỉ thấy hơi châm chích, hơi nóng nhẹ một chút. Và cũng như mọi người thấy đấy, chưa đến 2 phút đồng hồ đã xong rồi. Nên là khách hàng yên tâm nhất, hoàn toàn êm ái. DK khẳng định là đơn vị duy nhất có thể xử lý được tất cả những con mực với cái cường độ rất là nhẹ nhàng và thời gian tiết kiệm như này đấy ạ. Và nếu như bạn nào đang có nhu cầu xóa sửa mí mắt này, lông mày, môi hoặc là những cái vùng xăm tattoo ấy giống như chị Hương, thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow Beauty để có thể được tư vấn cũng như đặt lịch nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.